thần, một cô rồng xinh đẹp và điềm tĩnh như chủ nhân Shira của cô ấy vậy. Với tuyệt chiêu Long Bạo Phát, Mị Hải Thần là một linh thú đáng gờm trong thế giới thợ săn. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá bộ sản phẩm Mị Hải Thần này nhé. Bộ sản phẩm Mị Hải Thần với giá 228.000 đồng bao gồm một trứng linh thú, hai thẻ kỹ năng chung, một thẻ tuyệt chiêu, một thẻ đặc và một hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, có một thẻ tham dự sẽ được gắn phía sau của sản phẩm. Các em lưu ý, hãy giữ lại thẻ tham dự này để tham gia giải đấu thợ săn tài ba nhé. Nào, hãy đánh thức sức mạnh linh thú cùng thợ săn trứng rồng. Cách triệu hồi linh thú. Để triệu hồi linh thú thì các em hãy quay Mị Hải Thần bằng tay trái và lia thẻ triệu hồi bằng tay phải. Hô to, linh thú biến hình. Ngay khi thẻ triệu hồi chạm vào Mị Hải Thần thì linh thú sẽ xuất hiện. Cách thu hồi linh thú. Để biến Mị Hải Thần về trạng thái phòng thủ, các em hãy làm theo những bước sau. Thu đầu của Mị Hải Thần lại phía sau, rồi dùng đuôi để chốt lại. Tiếp đến là các em thu cánh của Mị Hải Thần và hoàn thiện cách thu hồi. Thợ săn trứng rồng, biến hình sáng tạo. Hãy chọn mua những sản phẩm thợ săn trứng rồng chính hãng tại các đại lý và cửa hàng đồ chơi trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với số điện thoại 090 222 1724 hoặc truy cập vào website và Facebook thợ săn